chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Queen X 2010 có cái màn lột xác chẳng thể ngoạn mục hơn. Queen X 2010 độ quả là một trong những làn gió mới đang tạo cái sự phong phú thú vị hơn trong giới chơi xem Việt Nam, khi chúng ta đã rất quen thuộc với những cái bản độ về Raider, Sachia, Sonic hay là Exeter. Cái chiếc Queen X hôm nay đầy cái sự mới lạ, khác biệt. Mình tin chắc các bạn sẽ rất thích thú với chiếc xe hôm nay. Mong muốn chiếc xe của mình có phần hiệu năng bóp thắng thì yên nhiều hơn, anh chủ đã nâng cấp cái cụm thắng Rainbow AZ14 để đáp ứng hoàn toàn cái sự mong muốn của mình. Không những hiệu năng bóp thắng hiệu quả, chiếc xe này còn có thể chỉnh được cái độ xa gần của phần tay thắng để vừa với cái thai của người chủ. Cái bộ cụm đồng bộ hơn của cái cụm thắng hàng hiệu là một cái cụm con cũng chuyện sò không kém, chính là phiên bản Domino tiếp em. Trong cái cụm con này nó liền lạc hơn với cái cụm con Rainbow AZ14 bởi vì nó có một lá cờ Ý ở trên bề mặt của phần tay thắng. Cái chị em ấy rất là yêu thương, chỉ tầm khoảng 2,8 triệu. Chịu cái sự điều khiển của cụm thắng Rainbow AZ14 là cái chú heo dọc Rainbow 2 bit đối xứng lục lớn, được cố định bởi một cái phát nhôm CC để có Rainbow Oversize kết hợp cùng với cái chú heo, đem đến hiệu năng thắng lực ưu việt hơn. Nhưng hãy hay ở chỗ là cái con xe này có thể giữ được hệ thống phanh ABS nguyên bản, thì được người thợ tính toán tỉ mỉ CNC ra một cái chiếc lồng đĩa chắc chắn. Cái dàn chân sau cũng có sự hiện diện của chú heo dầu Rainbow 2 bit đã xứng logo lớn, hòa thiện tổng thể liền lạc hơn bao giờ hết. Đĩa ra phơ phía sau cũng cúp mặt để nâng cao hiệu sức thắng, hơn nữa còn mang ra một cái dĩa ngoài là cực kỳ sắc sảo. Xí nữa mình quên và bị đánh lừa rằng đây là cái mặt Rainbow CNC, nhưng thực ra không phải. Đây là một cái thương hiệu mới nhất của NK, làm bằng nhôm đúc nhưng có dễ ngoài tương tự với cái dòng mâm CC của hãng Traceboy, gắn vào Winner X trong là cực kỳ đẹp mắt. Thay đổi lại bạc đạn, ống chỉ sao cho nó thể quay bánh một cách nhẹ nhất là ok. Ngoài bạc đạn, ống chỉ ở bánh trước, bánh sau người chủ còn phải làm thêm một cái chiếc cổ đĩa khác. Và đây chính là cổ đĩa CC, một món đồ chơi không những có khối lượng nhẹ hơn zin mà còn có độ thẩm mỹ lực trên cả tuyệt vời. Món đồ chơi cuối cùng mình muốn đề cập đến chính là cái cable STB Carbon, một cái dòng bô có âm thanh lực cực kỳ đánh thép và mạnh mẽ. Nó sẽ đem đến cho người chủ những cái cung bậc lực cảm xúc đầy phấn khích và thích thú. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lại tổng thể các chiếc xe hôm nay. Em ấy thật là quyến rũ, mê hoặc làm sao khi xuất hiện ở trên phố. Warrow 1-10 lên phong cách của Lý Thái đẹp đến bất ngờ. Để làm nên cái điều khác biệt cho cái con Warrow phiên bản là 2019 của mình, một tay chơi xe ở Sài Gòn cũng có tiếng quyết tâm sơn lại tổng thể phần dàn áo, mô phỏng theo cái vẻ ngoài của chiếc Lý cái bản 2019 với tông màu là cũng khá lạ. Ngoài sơn là cách tổng thể màu dàn áo thì con xe này được người chủ của nó minh lại nhiều vị trí giống hơn cái chiếc Lý của Bình Hải, bao gồm mặt nạ không có phát quát biển số trước, bộ tem in nổi cũng được thiết kế lại sao cho giống nhất. Bên cạnh đó chiếc xe còn trang bị cái cụm con giúp em được người chủ tận dụng làm cái cụm thắng đùm cho biết sao. Cái rãnh đuôi gió thiết kế chống gãy rất là đẹp. Cái món đồ chơi này có mức giá thành cũng rất là dễ thở cho các biker có số tiền là tương đối ít. Cùng với đó là phần thắng Rainbow AZ Costa. Hai tay này đều có kích thước lớn zin nên người chủ phải cắt trọng phần đầu đèn để không gây cả cấn. Cái dàn chân trước bỏ đi con heo dọc tung cô 1 bit quen thuộc, thay thế một cái dòng heo đặt Nissin 2 bit. Cho bên khái đàn gia công được rất nhiều mẫu xịn mai ưu dụ, đặc biệt là những dòng lọc Barrow, quay tim. Và ngay cả bản thân là cái chiếc Eurosun bên dưới đây là Smith 10 cũng đã sử dụng. Vì sao mình đã lựa chọn bởi vì mức giá thì dễ chịu, màu sắc đẹp, thiết kế ok, hơn nữa bố thắng khỏe và được bán rất đại trà. Một điểm nhấn đi vô cùng nó bật trên xe là cây phục Harley bình dầu rời, một hiệu đồ chơi mức giá hơi là chát chút xíu đến từ điển, được rất nhiều anh em chơi xe biết đến qua những mùa giải mô tô CB trong nhiều năm qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.